đánh đắm 835 tàu chiến các loại của lực lượng phát xít. Không chỉ vậy, đây còn là một trong ba hạm đội lâu đời và mạnh nhất của hải quân xứ sở Bạch Dương, đó chính là hạm đội biển đen khét tiếng, lá chắn thép bảo vệ cửa ngõ phía nam nước này. Thực hiện hơn 24 chiến dịch đổ bộ, đánh đắm 835 tàu chiến các loại của lực lượng phát xít xuyên suốt chiến tranh tiền thời đại. Là hạm đội hiếm hoi có tới 228 cá nhân được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết. Không chỉ vậy, đây còn là một trong ba hạm đội lâu đời và mạnh nhất của hải quân xứ sở Bạch Dương, đại diện cho niềm kiêu hãnh, niềm tự tôn dân tộc vĩ đại của người Bolshevik. Đó chính là hạm đội biển đen khét tiếng, lá chắn thép bảo vệ cửa ngõ phía nam nước này. Thực hiện hơn 24 chiến dịch đổ bộ, đánh đắm 835 tàu chiến các loại của lực lượng phát xít xuyên suốt chiến tranh tiền thời đại. Là hạm đội hiếm hoi có tới 228 cá nhân được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết. Không chỉ vậy, đây còn là một trong ba hạm đội lâu đời và mạnh nhất của hải quân xứ sở Bạch Dương, đại diện cho niềm kiêu hãnh, niềm tự tôn dân tộc vĩ đại của người Bolshevik. Đó chính là hạm đội biển đen khét tiếng, lá chắn thép bảo vệ cửa ngõ phía nam nước này. Đánh đắm 835 tàu chiến các loại của lực lượng phát xít. Không chỉ vậy, đây còn là một trong ba hạm đội lâu đời và mạnh nhất của hải quân xứ sở Bạch Dương, đó chính là hạm đội biển đen khét tiếng, lá chắn thép bảo vệ cửa ngõ phía nam nước này. Thực hiện hơn 24 chiến dịch đổ bộ, đánh đắm 835 tàu chiến các loại của lực lượng phát xít xuyên suốt chiến tranh tiền thời đại. Là hạm đội hiếm hoi có tới 228 cá nhân được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết. Không chỉ vậy, đây còn là một trong ba hạm đội lâu đời và mạnh nhất của hải quân xứ sở Bạch Dương, đại diện cho niềm kiêu hãnh, niềm tự tôn dân tộc vĩ đại của người Bolshevik. Đó chính là hạm đội biển đen khét tiếng, lá chắn thép bảo vệ cửa ngõ phía nam nước này. Thực hiện hơn 24 chiến dịch đổ bộ, đánh đắm 835 tàu chiến các loại của lực lượng phát xít xuyên suốt chiến tranh tiền thời đại. Là hạm đội hiếm hoi có tới 228 cá nhân được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết. Không chỉ vậy, đây còn là một trong ba hạm đội lâu đời và mạnh nhất của hải quân xứ sở Bạch Dương, đại diện cho niềm kiêu hãnh, niềm tự tôn dân tộc vĩ đại của người Bolshevik. Đó chính là hạm đội biển đen khét tiếng, lá chắn thép bảo vệ cửa ngõ phía nam nước này. Đánh đắm 835 tàu chiến các loại của lực lượng phát xít. Không chỉ vậy, đây còn là một trong ba hạm đội lâu đời và mạnh nhất của hải quân xứ sở Bạch Dương, đó chính là hạm đội biển đen khét tiếng, lá chắn thép bảo vệ cửa ngõ phía nam nước này. Thực hiện hơn 24 chiến dịch đổ bộ, đánh đắm 835 tàu chiến các loại của lực lượng phát xít xuyên suốt chiến tranh tiền thời đại. Là hạm đội hiếm hoi có tới 228 cá nhân được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết. Không chỉ vậy, đây còn là một trong ba hạm đội lâu